Đấy. Cô đem nhá. Này chú vừa bán cơm dẹp. Thấy chú Trà Vinh đem lên. Muối trắng tươi ha. Muối hộp bự không ha. Sao nó vô bịch hộp nhỏ nhỏ mà. Chào bà con cô bác nha, hôm nay sáng nay đi chợ dưới quê mình nè, thấy những ghe cá giò ở dưới hồi xưa trên Đồng Tháp xuống bán á, mình cũng gần chỗ chợ dịch đó, mình quay lại giới thiệu bà con cô bác. Ủa mấy cái bồn này để làm gì chú? Đựng cá chạy đi bán á. Cái dồi mình tính con hay tính sao ha? Tính con. Chú bán nhiêu năm rồi? Có thiếu không à? Không có mà bán từ đó rồi bao nhiêu năm rồi? Hai mấy ba mươi năm rồi. À, còn lại chỗ giờ dịch cái. Ghé lại đây mua dịch đi. Chào bà con ngay chỗ này chưa dịch. Bà con đang mua gà dịch. Mày lộn đã hết chưa ha? Có gà, có sim. Này chắc dịch sim quá. Ủa dịch sim thì xám xám rồi ta. Pháp hả? Có biết rồi mua ăn đâu có biết không? Nóc gà vịt luôn. Gà quay mấy gà mấy vịt. Sáng mà con đang bán vịt. Quá trời mấy vịt. Thank you.
chứ mới xong. Ở đây có mấy cái giò nè, sớm giới thiệu á, giờ đậu dưới mến sông từ đó tới giờ xưa tới quê mình. Mình đi qua bên chợ bên kia, hay đi chợ sớm à. Đó là cái đường qua bên Hiếu Thủ á, giờ mình đi qua bên chợ bên đây nè, chợ mới, mé mình dễ bán bánh mì. Giờ bán nước cá ở đây. Bu đông lắm mà sao sáng nay chưa thấy. Bữa bu đông bánh mì lắm mà. Thôi chứ dắt giờ còn sớm. Bà con nghe, bây giờ đi lại cái chỗ mấy cái chợ ở đầu cuối chợ mấy anh giải bên đây nè. Chỗ bên Hiếu Thủ mình đi ngược qua. Quay phim lên mạng anh ơi. Bây giờ còn vắng ha. Bây giờ còn sớm chưa anh chút nữa. Nay sao bán có mấy món à? Hai món mối rồi hả chị? Chưa leo anh. Ủa sao tự nhiên lên dữ ha. Cà chua mấy chục ngàn luôn hả? Cấp này dữ hả? Không có nha. Đầu nó gì không có đầu, nó lấy quá trời bánh tre với thằng bốn nó cứ lấy hết trơn. Rồi, muối. Sáng muôn ký muối nha. Dạ. Rồi chứ. Ủa nhớ bán hộp dịch mà sao bán muối rồi? Dịch có, muối có luôn. Để giờ là nó chưa trả xa nè. Muối trắng đời ha. Muối hộp bự không ha. Sao nó vô bịch hộp nhỏ nhỏ mà. Không biết. Hay nó muối chừng. Không có mấy người vô bịch bịch bán trong tiệm á, mà tập quá nó bỏ muối nhỏ nhỏ không à. Vậy là nhiêu ký? Nhiêu ký?
muối rẻ hơn gạo hả ta? Dạ đúng rồi đúng rồi. Ủa ngộ ha. Em đi ạ, à, đi qua đây coi. Chị nghe sáng nay sớm nè chị nghe. Bán gì vậy? Dừa nó đâu ở chị dưới nè. Đúng không? Bà bán vậy nhân trái. Quê bán dừa. Này gần tới chợ gao rồi, cái vịt cá, thịt cá. Bán ốc này ở đâu nè? Trời anh ở đây ai cũng quen chứ, tại em không quen đâu chứ. Đây. Ốc, ốc gì vậy? Trời cá, đây là quýt quá trời luôn. Cao ngang giờ đi dài dài lên trên lộ. Này chú vừa bán cốm dẹp. Đây chú chờ Vinh đem lên. Chị vàng thì bán đồng gãy. Không không bỏ dừa lên. Được mười mấy ngày rồi. Không không bỏ dừa lên, không dẹp bây giờ. Không mua hả? Ừ. Có mới bớt nữa.
Quá trời trái mít rồi. Nhiêu hẹ gì cơ? Nè, hẹ bốn nhà bỏ chung đó đi. Qua, qua coi bà Út bắt bưởi. Út bữa nay bưởi nhà không? Đây này bưởi nhà luôn hả? Ủa sao kia này bưởi? Bữa hôm năm đem lên bữa lại lại vậy. Coi chị bảo bán gì. Mắm. Hay sao làm thinh vậy. Đến đây thì mình cảm ơn bà con theo dõi nha. Sáng giờ đi vòng vòng mình khuyên cho bà con xem quê mình bán gì bán. Bán mắm rồi. Trên kia là tuốt cây đầu lộ rồi, bữa hổm cũng có quay rồi.